Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-8 nhé, dòng xe SUV gầm cao 7 chỗ của nhà Mazda. Mà trong cái video ngày hôm nay, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất và cạnh tranh nhất để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Mazda CX-8 ở thời điểm này sẽ có thể nắm được. Hiện tại thì cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ chính thức là không được thực hiện rồi. Thì bên em đang kích cầu giảm sâu về tiền mặt cũng như là có cái mức khuyến mại về quà tặng rất là tốt để cho anh em có thể là cân đối quyết đoán lấy ngay anh em ạ. Mazda CX-8 thì được bán ra thị trường với 4 phiên bản, bao gồm phiên bản 2.5 Luxury, 2.5 Premium 1 cầu, 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ và phiên bản 2.5 Premium 2 cầu 6 chỗ. Ở trong cùng phân khúc thì Mazda CX-5 đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, như là cạnh tranh với chiếc xe Ford Everest, cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Santa Fe hay là với chiếc xe Toyota Fortuner, đúng không ạ? Nhưng cái tầm tiền của dòng xe Mazda CX-8 đang rẻ hơn so với những cái đối thủ cùng phân khúc lên đến 60-70 triệu. Vì thế anh em thời điểm này mà cảm thấy phù hợp với cái cảm quan cũng như cảm thấy phù hợp với cái tầm tài chính và thấp của cái dòng xe Mazda CX-8 này thì hoàn toàn có thể lựa chọn để đi đăng ký ngay, vì hiện tại bên em đang có sẵn một số xe để có thể giao ngay anh em nhé. Thì không để anh em đợi lâu nữa, em xin phép được đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda CX-8 2.5 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 949 triệu. Với mức ưu đãi ở thời điểm đầu tháng 8 thì bên em đang kích cầu xả kho ngay từ cái thời điểm đầu tháng này, có nghĩa là xả ngâu luôn từ cái thời điểm đầu tháng để hỗ trợ tốt nhất cho những anh em đang quan tâm và lựa chọn đặt xe, và hết ngâu thì anh em hoàn toàn có thể là đi đăng ký anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em 1.049 triệu, trả góp thì đang là 268 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.031 triệu, trả góp thì đang là 250 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.013 triệu, trả góp thì đang là 232 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 2.5 Luxury. Với phiên bản này thì bên em đang sẵn xe màu trắng để có thể giao ngay. Còn các xe màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ. Về cơ bản thì tầm này nó là tháng ngâu nên anh em không phải vội lấy xe, mà chỉ cần chốt cọc sớm để có thể là giữ được cái chính sách tốt của đại lý bên em thôi. Còn nghiễm nhiên thời điểm này anh em nào muốn lấy xe thì hoàn toàn là có thể được anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 1 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 1.024 triệu. Hiện tại chính sách với cái phiên bản Premium này thì cũng đang có cái mức ưu đãi vô cùng đặc biệt nhé, vẫn giảm sâu về tiền mặt. Còn mức sâu như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé, để em hỗ trợ cũng như là có những cái chính sách chi tiết để chia sẻ với anh em nhé. Đó. Về phần quà tặng thì bên em vẫn hỗ trợ là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản chính hãng theo xe thôi. Còn ngoài ra bên em cũng không có gì để tặng anh em cả, ngoài việc trừ trực tiếp tiền mặt cực kỳ sâu anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.140 triệu, trả góp thì đang là 295 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.119 triệu, trả góp thì đang là 274 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em 1.101 triệu, trả góp thì đang là 256 triệu. Hiện tại thì cái phiên bản 2.5 Premium 1 cầu, này thì bên em cũng sẵn một xe màu xanh Cavansai và một xe màu đỏ để có thể giao luôn. Còn các xe màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ nhé. Thời điểm giao xe thì nghiễm nhiên là bên em sẽ hỗ trợ giao xe trong tháng 8. Nhưng anh em hoàn toàn có thể là cuối tháng 8 anh em xuất hóa đơn, và hết tháng ngâu anh em đi đăng ký là được anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái phiên bản Mazda CX-8 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ. Bản này thì hiện tại bên em đang sẵn một xe màu vàng cát để có thể giao ngay. Và hiện tại thì cái chính sách giá bán cũng được tăng cường giảm giá rất là mạnh anh em ạ. Vẫn hỗ trợ tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản chính hãng theo xe thôi. Với cái chính sách giảm sâu về tiền mặt thì thời điểm này thì anh em cũng có thể là lấy xe vàng cát ngay. Còn những cái xe màu đỏ hoặc là màu trắng thì bắt buộc anh em phải ký chờ và đợi giao xe trong tháng 8 nhé, tức là tháng Ngâu ấy. Nếu mà anh em muốn lấy xe ngay thì thời điểm này là khó, vì là không có xe để giao ngay với cái phiên bản 7 chỗ này, ngoài cái xe màu vàng cát thôi đó. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 246 triệu, trả góp thì đang là 321 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 223 triệu, trả góp thì đang là 297 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 205 triệu, trả góp thì đang là 279 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ của nhà Mazda CX-8. Và thời điểm này anh em muốn có giá tốt hơn nữa thì vui lòng gọi điện cho em nhé, để em hỗ trợ đặt xe và có những cái chính sách giá bán chi tiết nhất để gửi tới anh em. Và cuối cùng em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda CX-8 2.5 Premium 2 cầu 6 chỗ. Với cái phiên bản này thì bên em đang không có xe để giao ngay, nhưng thời điểm này bên em cũng đang hỗ trợ rất là tốt về giảm tiền mặt, vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản thôi. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 257 triệu, trả góp thì đang là 323 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 234 triệu, trả góp thì đang là 301 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 216 triệu, trả góp thì đang là 282 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mazda CX-8 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ mỗi chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của em nhé, cũng như là bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em thường xuyên sẽ chia sẻ và cập nhật ngay tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.